thì hiện tại rùa Trung Bộ là không phân bố trong một bất cứ một khu bảo tồn nào của Việt Nam. Chính vì vậy mà cái loài này đang bị tác động rất là lớn bởi các hoạt động con người, chủ yếu là do săn bắt, buôn bán và mất môi trường sống. Số lượng của loài trong tự nhiên thì vô cùng khan hiếm. Từ năm 2006 đến hiện nay thì chương trình bảo tồn rùa châu Á mới chỉ tìm thấy một cá thể duy nhất ở ngoài tự nhiên. Những loài rùa hộp thì nhờ vì cái hình thái bên ngoài của chúng đẹp và cũng do cái nhu cầu thị trường về thực phẩm và thuốc cổ truyền khiến cho cái loài rùa hộp này cũng bị săn bắt và cái khả năng phục hồi của chúng trong tự nhiên thì vô cùng chậm. Do là chúng là loài rất là nhạy cảm, khó sinh sản phát triển cũng như là khó cứu hộ. Cái khó khăn lớn nhất đối với công tác bảo tồn ba loài rùa này ở Việt Nam hiện tại đó là do cái tốc độ săn bắt và buôn bán của chúng diễn ra là rất là nhiều và mạnh mẽ, thì số lượng của chúng ở ngoài tự nhiên bây giờ còn lại rất ít. Chính vì vậy mà cái thời gian để mà có thể phục hồi và bảo tồn cái loài rùa này sẽ phải mất rất nhiều năm, có thể từ vài chục đến hàng trăm năm mới có thể nhìn thấy được cái kết quả.